tôi không biết con rắn nó bây giờ nó mới lớn, nhưng thời gian tôi về hòn nó có lượng cái dĩ nè, nó bự gì nữa. Nó bự vậy nè, rắn đó là rắn di cốc, nhưng mà ở dưới cái miệng hang tới bây giờ là nó không có lên được cái miệng hang, bị gì nó quá bự rồi, nó không có chung lên được đó. Bây giờ vẫn còn nó ở dưới cái hang đó đó, dạ, cái dĩ bự gì nè đó, tôi lụm cho đem về cho ông Năm coi, ông nói là con rắn di cốc, ông nói gì đó, cái màu nó xám sậm vậy. Có cái dãy chắc nó lột ha, nó lột. Không biết nó lột hay làm sao mà có cái dãy nằm ở trên miệng hang á. Tôi đi lấy đổi trọng tôi gặp. Con rắn nó dài, nó lớn thì chắc cái dãy nó dày hay chưa? Dãy nó cũng như dày như con đầu mồi mình vậy đó. Đầu mồi cỡ lớn lớn mình lột dãy ra nó vậy đó, tương tự vậy đó. Có mồi mồi tới đầu nữa không? Có mồi mồi thử tới đầu nữa không? Trời ơi, lụm cái dãy không mà gặp nó còn mò chết luôn, ở đó mà gờ đầu. Để bữa nay cầu nguyện cho mẹ ở đại hậu, có nhân viên dịch là đến tới đây là kinh mười, ủa số mười. Dạ, lúc tôi cũng ở An Giang á, rồi đâu có chưa biết tu nữa, từ An Giang á cũng mới có tu à, tập từ từ cái đi làm thuốc, rồi đi chở thuốc, chở men, kinh giảng đồ á. Rồi sau lúc một thời gian cái về trên hòn đất á, tu tập cho á, rồi từ từ cái nó cũng cái giáo lý của thầy mình vừa coi đó cũng có là sâu đậm, mình mới coi luyện vô trong đó, rồi thời gian cũng tịnh lúc lúc tịnh đó là sáng chiều gì đó, khuya cỡ 1 giờ có khi 2 giờ cũng vậy, cũng tiếng mấy không à, rồi lúc giấc trưa cũng vậy, cũng tu tập gì đó. Sau một có bữa đó sao có ngồi đó tới xế rồi có con khỉ đột bự lắm à, rồi đứa ngồi tôi nói chắc nó lại nó giỡn, mình đâu có biết nó ấy đâu, tôi nói bữa nay nó chắc lại giỡn, mà mình ngồi cũng gần tiếng rồi đó, cái tôi nói thôi bữa nay nó lết vô là kể nó ngồi với mình đi, kêu nó ngồi, tôi không nói, mà nó lại ngồi ngay trước cửa, ngay cái mặt mình á, ngay chân khỉ đột bự lắm, khoảng cỡ 5-6 kg gì đó. Tôi ra bữa nay mình ngồi kình với nó bữa coi, làm luôn, ngồi mà ngồi là cũng 1 tiếng mấy nữa mà nó không có cục kịch gì chứ, nó cũng ngồi luôn, nó ngồi giờ mà ta đã ngồi đó. Không có ngồi niệm Phật là nhép nhép cái miệng như là ngồi gan mình cũng ngồi gì mình ngồi lấy mà đến bàn cái nó cũng ngồi hoài, cấp rồi mình mỏi quá rồi 1 tiếng mấy 2 tiếng rồi, cái cấp cái lưng sống cũng hơi đời đời rồi, thôi mình tính là mình thắng nó mà gốc cuộc thắng không được, thua cái nói là thôi tao bữa nay tao thua mày xả. Mà nó ngồi lâu lắm đó nha, nó ngồi hoài, không chịu đi. Ngay hòn đất chỗ chú ở đó, ngay giờ đứng chú ở với chỗ ông Sáu Mẹo, ở dưới đó xuống dưới chút là tới chạy chú đó, là dài xuống luôn. Vậy đó, cắt cũng có 4-5 chỗ có chạy đó, ở đó đó. Rồi nó ngồi cái bắt đầu là cấp đó có mấy sư rồi nhiều lắm, sư rồi lên đó đó để tu tập đó. Rồi tôi cũng nuôi mấy sư đó, anh em đồng đạo lên cũng nuôi tới nuôi lui gì đó, rồi giác gạo đồ lên để cho mấy huynh đó với mấy sư rồi tu tập, rồi từ từ đó bắt đầu là thấy cũng cái giáo pháp của Đức Phật ra là cũng là chí lý, mình cũng là tu tập để dưỡng, còn nhiều mấy cái cảnh nào còn dữ dằn nữa, cảnh với cái màu nhiệm lắm á, ở trên núi hòn đất màu nhiệm lắm, chưa có được từng thấy, chỉ là chú chứng kiến là ở đó là thấy luôn đó. Nghe nói hồi đó ở dưới chỗ của Vinh á, ở dưới cũng có, nghe nó bỏ xác cũng mấy người thấy có mấy cái ly hương ở dưới
ở dưới hang dưới á, tôi có trùng xuống đó coi đó, chắc coi bỏ xác. Dưới chỗ đó là nó kịch, không thấy bộ xương mà nó là có mấy cái chiều hương đó trùng dưới. Có bỏ xác rồi, bỏ xương đó luôn. Không biết sao, không biết con rắn nó bây giờ nó mới lớn. Nhưng thời gian tôi về hòn nó có lưỡi cái dĩ nè, nó bự gì nữa. Nó bự vậy nè, rắn đó là rắn di cấp. Nhưng mà ở dưới cái miệng hang tới bây giờ là nó không có lên được cái miệng hang, bởi vì nó quá bự rồi, nó không có chung lên được đó. Bây giờ vẫn còn, nó ở dưới cái hang đó đó. Dạ, cái dĩ bự gì nè đó, tôi lụm tôi đem về cho ông Năm coi, ông nói là con rắn di cấp. Ông nói gì đó, cái màu nó xám sậm vậy. Có vậy, có cái dãy chắc nó lột ha. Nó lột. Không biết nó lột ha, làm sao mà có cái dãy nằm ở trên miệng hang á. Tôi đi lấy đổ trọng tôi gặp. Nếu con rắn nó dài nó lớn thì chắc cái dãy nó dày hay chứ. Dãy nó cũng như dày như con đầu mồi mình vậy đó, đầu mồi cỡ lớn lớn mình lột dãy ra nó vậy đó, tương tự vậy đó. Có mồi mồi tới đầu nữa không? Có mồi thử tới đầu nữa không? Trời ơi, lụm cái dãy không mà gặp nó còn mò chết luôn ở đó mà gờ đầu. Nhưng mà có điều này nghe, nói phải nói chứ cái tòa sen của Phật không phải đơn giản, không có ai vẽ ai làm gì được giống hết trơn. Đẹp lắm mấy huynh ơi, đẹp dữ lắm mà lớn hết trên một cái góc này nè, nguyên cái góc trời này nè, mát dịu luôn đó. Chứ không phải vừa đâu. Sen khổng lồ phải không? Khổng lồ như tá không là hết rồi đó. Bắt đầu về là phát tâm đi đi tu. Rồi chú tôi nghe chú nói là nghèo khổ là cái đó, chú không là nghèo nó không nước uống rồi là sao chú? Thời gian lên bờ tôi phải chịu khoảng 4 năm khổ nhất là không có tiền đổ xăng, đi đường không có tiền uống nước mà vẫn làm đó. Người mình đi tới chỗ mình mần thì cô bác đó người ta đổ xăng cho mình, người ta đổ xăng đầy bình đó rồi mình đi mần hết thì thôi chứ tiền thì không có. Đó chú đi làm gì? Đi chở đồ tươi cho mấy cái ban trị sự mới thành lập đó. Rồi mình chở chẳng hạn như dầu ăn, gạo, bột ngọt, đồ cần thiết của ban trị sự lúc thời gian mà trên địa múa làm đó. Thì tôi trực chiến ở đó để tiếp làm ở đó, rồi đi cầu nguyện cầu an, là làm những việc gì mà dân người ta cần người ta mời tới thì tôi đi. Dù cho xa cách mấy cũng đi, có ghi lên An Giang rồi lên gần núi Cấm cũng có nữa, đi tới 9-10 giờ đêm mới về, rồi xuyên suốt mấy năm vậy đó. Thì trải qua thời gian 4 năm, tới năm thứ 5 đó, tới năm thứ 5 thì mấy đứa con tôi nó mần được, nó có cơ sở trên bờ làm sống qua ngày được, yên ổn, tới bây giờ luôn, vẫn bình thường tới giờ luôn. Là mình thấy cái sự ơn trên cũng độ cho gia đình mình được mạnh giỏi bình yên, rồi mần thì có ăn lấy gai để sống, người đó tu thì cái gì đó. Rồi tôi bây giờ thì cứ đi hoài, ngày nào cũng từ sáng tới chiều, từ sáng tới chiều chở đồ tươi có, đi phát quà với đồng đạo có, bất cứ việc gì hô cho tôi hay là tôi làm. Rồi cất nhà trong cái đoàn từ thiện với anh hay xưa đó, thì hồi đó tới giờ ngày thành lập ban trị sự của hòn đất tới giờ là trên dưới khoảng 150 căn là đi làm với anh hay xưa nè. Thôi vậy tôi nói chút nữa đi về đi học. Thôi. Ông làm hòn đất không? Có biết là cái ông Hai Việt ở bên cái trà không? Lên đó. Hai Việt hả? Ừ, Hai Việt á. Cái công việc hơn đưa trà. Ông ở đâu? Dạ rồi. Lúc đó tôi cũng lên trong một thời gian cũng khổ lắm, nên cũng chi nước không có uống nữa, lên hòn đất á, rồi đất là cũng chưa có ai hộ cho ăn uống, rồi cũng lo làm sinh sống cho nuôi với mấy anh em bằng đạo đó ở trên đó đó, cũng có là thời gian mình tu tập được đó, mình thấy cái giáo lý của Phật đó, mình dán là cái tu môn tịnh độ, cái môn tịnh độ là cái môn cứu cánh của đức thầy ra đó, mình dán hành trì đó. Lúc nhiều cái cũng có cái màu nhiệm lắm, chứ đâu phải đâu trên núi, nhiều cái là có khi bỏ chạy trên núi, chứ không phải ở đâu, tại
chú cũng là cũng không sợ gì, cũng có 60 thứ thịt này cũng có ấy. Gặp cái gì chú gặp gì mà mình bỏ chạy cho nó, rồi gặp gì cho nó. Cũng như các vị thần đó, ta cũng thử mình đó, nhiều lần đó, ta thử gió động rồi ha, mình ngồi đó là ngồi với tôi không sợ, có chuyển động á. Ta hiện lên hay gì? Không, mấy cái luồng gió mạnh á, chuyển lên là gió, cái áo dài mà bay luôn, áo dài bay tóc luôn, đâu có ấy đâu. Rồi ngồi lại niệm một tiếng hồ nữa. Chắc khuya chắc chưa? Khuya. Chắc khuya hả? Chắc khuya không à. Mà ở đó là, để biết không, chỗ đó là sụp, là nó là núi nó lở xuống khoảng mấy lần, nó sụp ở dưới. 12 giờ trưa, 12 giờ khuya, sụp 2-3 lần hồ đất á, giật là rung kinh chuyển động hồ đất. Không biết cái gì ở dưới, mấy lần là tôi chứng kiến luôn á. Tôi ở tại đó mà tôi ngủ ngay chỗ kế cái dưới cái đầu nằm đó, là đá nó lăn như chục lăn hì 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 đó, lăn tới chạy một con sáo trên này chạy, tôi hỏi sáng còn nghe nó gì đó, không biết nó đâu mà sâu dữ lắm. Tôi nghe đá này nó đôn qua đá kia đó mà đúng phải tập lập đất mình nghe ha. Không, ở tại đó, ở trên cái miệng, ở trên nó, mình ở đó, trên núi, ở trên núi đó. Lăn xuống rồi, không có lăn ở dưới chân á, nó lăn hì vậy á, đá hôm nay nó đụng qua đá kia. Sáng mình có xuống gặp không hay là đâu có đưa xuống đâu, chưa biết nó chắc nó sâu lắm. Ngay chỗ tôi ở rồi đó thì giờ luôn, chỗ đó mấy miệng hang đó, chỗ đó mấy miệng hang đó, hang rồi sau cái tôi giấy. Cái giấy thì rằng đó mấy ông sư qua lòn qua cái đường đó đi rồi nó đi rằng u đậu u cổ cổ vậy nè, biết sao đụng cái tôi giấy cho các vị thần ở đây có linh đó. Nếu mà hạ cái đầu đá này xuống đó, là được cho mấy ông sư đồ đi đó qua để cho mấy ông tu tập. Cái tôi giấy 2-3 lần gì đó sao từ từ bữa đó sụp đá đó, sụp luôn đó, rồi cái bắt đầu hạ xuống là bây giờ đi giỏng lưng cũng không có đụng luôn. Là cái hang hay gì chứ, ngay cái hang đó ngay chỗ tôi ở đó, ngay đó đó tôi tu tập rồi đó tới giờ ở đó đó, ngay cái hang đó mà sâu lắm, mà cũng có cũng thấy mấy lần mà để nó chuyển động lắm đó. Trong cái hang nó chuyển động lắm, chuyển động trong hang, chuyển động rồi dắt ấy tôi kêu với ông cho thấy là rõ luôn. Nếu mà tôi cũng không sợ đâu, nếu ông cho tôi thấy đàng hoàng thì thấy mặt luôn đi, mà chỉ mấy lần không cho thấy đó. Các chị thần không cho thấy, tôi giái hoài mà. Đúng như nó thấy được chứ không cho thấy. Tức là mình thấy chuyển động rung rinh đồ này kia. Không, chuyển động ở hang đó là thổi ra là bay là dòm lá cây lá bọng vậy đó, nghe hù 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 vô. Dòm nó xáy gì nè. Trong hang thổi ra. Ở trong hang thổi ra nó xáy. Cái hang nó lớn không chứ, cái hang nó lớn không? Lớn, lớn lắm. Ở dưới chắc bọng dữ lắm. Tôi nói với đệ tôi ra để lúc đó là nào chưa? Tôi lội mà lội cũng khúc à. Đâu có khúc và nó lạnh quá rồi mất không khí rồi đi rồi. Ông mười ông lên ông ở đó thời gian cũng vài tháng vậy đó. Mà ông tư duy nhà ông có kể, ông nói nửa đêm á, ở từ 12 giờ trở về sáng á, thì ông bị ba lần là ở dưới cái hang nó là chuyển động nó rung rinh làm như là chuẩn bị sụp vậy đó, động đất vậy đó. Nói là ba lần tôi thấy là ông không có ở đó nữa, ông đi về Nam Thái Nam Thái Sơn rồi. Vậy là ông ở cái hang đó anh Bao, cái chỗ đó nó chân có kể hai ba lần. Ông Sáu ở trên, ông Sáu không biết là cái cấp trên, ông ở cấp trên là tôi với cấp dưới, cấp dưới tôi là hang không à. Đại đệ để đầu lên để cho tôi đi rồi đậu xe ở dưới rồi đi lên chạy xe cái đường chỗ nhà Sáu đấy ha. Không có tôi á, bữa nào đệ đi qua bên cánh tôi bữa đi coi bánh nhà rồi rộng lắm. Ừ, cái đường chạy xe lên được luôn, chuyển đồ lên rất dễ luôn. Chạy xe là chạy xe lên xe ông ba mình đó chạy được đó, ba đồ cũng chạy lên hoài mà. Ông Sáu chạy lên đó, bữa nào để cái nào có đi phát quà đó, đi qua đó chiến đi. Tôi qua đó rồi dòm mấy cái cảnh, dòm mấy cái cảnh ở đó rộng lắm. Vậy đó, cái tôi thấy mấy lần đó, là ông Bự, ông nói là đúng rồi, đó là chuyển động mấy lần luôn. Mà tôi thấy 2-3 lần luôn, mà tôi kêu với ông là phải hiện ra đi, cho tôi thấy. Thấy được, còn không hiện ra tôi cũng sợ đâu. Tôi nói vậy đó, trong hang chuyển động mà gió trong nó thổi phù phù ra khùng ra
gió xấy 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 dòng gì ra chế là nó gì dòng qua luôn. Còn, mà ngay chỗ đó là ngay chỗ sập luôn, sập hai lần chỗ đó luôn, sập ngay cái điểm xuống dưới chân dưới gì nè, mình ngồi trên gạch gì nè, rồi ở dưới chắc bọng dữ lắm. Để Đức Thầy có dạy nghe nghe cộp luôn to nghe to hư vậy luôn á, trên rừng nó xuống nó tha dương trần núi mà cái chỗ đó có luôn. Cái cặp lắm gì cấp nó tu nó là bây giờ nó đủ nó lên được lâu lâu nó chở mình nó nhúc nhích thì nó ginh ginh vậy đó. Có cục vịt hoài à, cái núi đó đâu phải ấy đâu, phải như ở trên ấy đâu. Ở ngoài Hòn Tre mình đó có một cặp rắn nó bằng cái khạp da bò. Cặp da bò thì mấy chú biết ha, nó cũng cỡ lớn nè. À, mà bị nhà nước bắn chết một con, còn một con nó đi vô hòn đất mình đó. Là nhiều người ta gặp tôi qua đó nói mà tu không chân chắc. Nhiều người gặp xuống núi hết, nó cũng lên núi đó nhiều lắm đó. Mà không biết nó ở hang nào thôi. Chết mấy mạng rồi đó. Biết sao không? Lên tu mà phá giới, lên phá giới là bị phá giới là xuống chết 23 ông rồi. Nhỏ nhỏ tuổi thôi mà. Xuống dưới rồi cái chó uống rượu đó phá giới. Còn không có ha, là điều thứ hai nữa là không có ấy đó, là ông nó đánh rồi chạy tới xuống dưới chân núi luôn, vượt tới dưới luôn, đánh 20 mấy vít tôi gỡ ra đó, 20 mấy vít. Ông mua rượu ra trong uống. Hỏi sao ông cái đợt sáu đúng cây bị cây ép rồi sao ông có biết gì đó không? Có, tôi rảnh, tôi ở đó chứ đâu mà. Cứu nạn chỗ không? Gì? Cứu nạn chỗ không? Phải không? Con tôi khi ông xuống. Đâu kể dù sao cái đúng cây sao mà bị cây ép rồi là thì để tôi kể luôn ha. Kể luôn nha. Chiều lâu mà. Nó ông sáu, giờ cũng bệnh rồi. Ông bệnh cũng nằm thờ ấy đó. Ông lên cũng tu tập với tôi nè. Rồi ông ở bên cái hang đó, cái hang của mấy ông sư đó. Ở rồi lúc cái tôi nói thôi tôi đi về nhà, tôi cũng có công chuyện. Ông ở đây nha. Mà ông đốn cây nhớ ấy nha. Chứ thằng đâu cho ông đốn đâu. Đốn xúc búa rồi hai lần. Rồi xô ông xuống cái nữa, ông chụp cái chích cây lại, ông gỡ ra là xuống. Cái ông còn bò lên lấy cái búa của ông sắm hẹo nè. Ông lên chảnh, ông bò lên chảnh, ông đi chảnh, ông lấy nữa. Xuống là ba lần, là ông đốn. Ông đốn rồi biết sao không? Bữa đó tôi cũng có một con tôi, con nhỏ, thằng Tế em vàng đó. Đốn đốn một năm đâu, ông đốn mấy cái cây nhánh để nó dòm ra biển đó. Cho nó dòm thấy để tịnh, ngồi niệm Phật đó. Ông tính cho chóng gì đó. Cái ông đốn gần đất rồi. Biết sao không? Cái cây nhánh, cái dây nó bò ở trên đó. Cây bự rồi, nó lớn vậy nè. Còn cái nó vừa ông đốn nó còn dính vào con chút kìa. Cái nó hạ xuống, cũng như nó hạ xuống nó còn dính vô cái môi gì đó. Vô chút cái nó bắt đầu là vô cái bắt đầu nó thục. Ông tính là nó đâu có thục ông. Ông ngồi ngay chỗ đó đó. Đó cái nó đưa nó gớp xuống nằm xuống cái nó thụt lại gì nè, nó thụt cái ngay chân bụng đái không mắc kẹt hả? Không biết sao máu me ra tùm lum. Ừ sao đó máu me không, ổng kêu ai cũng được. Con tôi nó xuống dưới chuyền, nó xuống dưới chuyền rồi cái tới trưa trưa nó lên cái ông quắt cấp ra máu ra từ dữ lắm rồi. Ừ ông quắt con tôi lại. Nói giờ kiếm người đi, rồi khiêng ổng đem võng, khiêng ổng đem xuống rồi kêu là xe chở gì ở núi sập đó. Tội nghiệp ổng, nói ngay đi. Tại ổng cũng không có, đó là ổng có tin, ổng nói không có gì đâu. Ngay chỗ đó là ngay chỗ linh nữa. Chỗ đó là ổng nói là đơn giản, ổng đốn chỉ thần cũng đâu có cho ổng đốn đâu. Ổng đốn mấy cái da ông đốn mé xuống mà ba lần gì đó là xô ông xuống rồi cái nghe vô cái ngay cái này nè, ngay cái bọng đái không mắc kẹt máu ra cái cây nó đặt vô hả, cái cây nó gớp xuống rồi cái thục gì nè, dây mắc kẹt nó thục lại sao vậy nè, rồi ông đâu có gỡ được đâu, ông dám chặt thêm khúc vào da vậy nè, nó quá đau ông rồi, cái là vuột sâu rồi chặt như ông chặt thêm khúc nữa đó, khúc còn để nhiêu đó gì tôi để coi đó, cũng nhiêu cả trong bụng rồi chặt luôn cái bạn ơi, ông gan vậy đó cùng đường không làm gì nữa gan cái đó cùng đường không, cùng đường không có chết đó, cùng đường quá nó thật là chết rồi, là ông không chết ra chứ cũng không chết, không chết nhờ ông chặt thêm khúc nữa là hai khúc rồi, là ông bắt đầu cái khiên ông xuống núi, còn tôi về tôi đâu có ấy đâu,
tới vì ông nói đó chứ đâu có ấy đâu, mà tại ông có tin tới cái gì ở trên Hòn Đất cũng linh lắm, nó các vị thần ở đó đâu có ấy đâu, không chính mình rào mình lấy mình cúng lại.